bãi nhắc cho Camui luôn á, đó chính là chị ơi còn kênh Camui Channel thì sao ạ? Có các bạn, có bạn nào biết kênh Camui Channel thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha. Trước khi xem video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem video, nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn sẽ không có một quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mua cà rốt để ăn sáng nhá. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay là một video về Bắc Qua kể chuyện. Và không biết là các bạn có còn có hóng chờ cái video Bắc Qua kể chuyện của các bạn nhảy lùi được nhá. Cái chưa? Không biết là các bạn có hóng cái video Bắc Qua kể chuyện của các bạn không, tại vì thật sự là cũng khá là lâu rồi, phải nói là rất lâu rồi Camui không làm nữa. À mà tính ra hình như mỗi lần mình Camui quay Bắc Qua kể chuyện là Camui lại khá là lâu rồi, lại rất là lâu đúng không ta? Mà thôi kệ đi. Ok, và hôm nay thì Camui sẽ quay một video Bắc Qua kể chuyện, trả lời một số câu hỏi cũng như là một số gọi là ý kiến của các bạn về khi mà các bạn comment và Camui nhớ và Camui lưu lại nha mọi người. Ok, let's go. Về câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên này thì thật ra cũng không, cũng là tính ra là một câu hỏi đi ha. Chị nói 1 giờ ngủ mà sao giờ lại tim cho em. Cái này chắc là ở comment ở đâu đó Camui comment, hoặc là Camui nói là ok em ngủ đi nha, rồi chị cũng ngủ đây đó, xong rồi bạn ấy vào đây và sau đó thì Camui đi thả tim á mọi người. Thì chắc là bạn ấy thấy Camui thả tim và bạn ấy lại comment lại thêm một câu nữa, đó chính là chị nói 1 giờ ngủ mà tại sao bây giờ lại thả tim. Thì Camui bảo các bạn 1 giờ Camui ngủ thế thôi, chứ thật ra là bình thường là Camui không có ngủ vào lúc 1 giờ đâu. Tại vì thường thường khi mà làm việc á thì có nói thật là ta có thể gần như là kiểu quên công việc, là kiểu quên, không phải quên công việc mà là quên thời gian á. Và sau đó thì quên thời gian thì tất nhiên là chúng ta cứ thế mà làm thôi, và ai biết đâu là lúc đấy tầm thường thường là Camui sẽ ngủ vào tầm 3 hoặc 4 thậm chí là 5 giờ. Đó, một phần là cũng không ngủ được, kiểu quen giấc rồi á. Thứ hai là kiểu công việc chưa xong mà đi ngủ thì cảm giác nó cứ cấn sao sao á mọi người. Thế nên là kiểu bình thường khi mà lúc đấy thì chắc là Camui thấy muộn quá, mà bình thường các bạn đúng không? Các bạn thì sẽ phải ngủ vào tầm mấy giờ ta? Thì Camui đoán là bạn nào nhỏ nhỏ một xíu thì tầm 9 10 giờ là phải đi ngủ rồi. Còn bạn nào lớn lớn xíu thì sẽ phải học nhiều á thì cứ cho lên tầm là 10 giờ xong rồi, cùng lắm là 11 giờ đi. Nhưng mà nếu mà bạn nào á mà thức đến còn 1 giờ 2 giờ sáng chưa ngủ nha là Camui mắng nha. Khi mà Camui còn bằng tuổi các bạn á, Camui chưa làm việc á thì Camui sẽ ngủ vào tầm bao nhiêu nhỉ? Camui sẽ ngủ vào tầm 8 9 giờ, muộn lắm là 12 giờ thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện mà Camui thức đến 1 giờ 2 giờ đâu, tại vì hôm sau còn phải đi học nè, kể cả được nghỉ học ấy thì cùng lắm được thêm 1 2 tiếng thôi, chứ còn thức đến tận 1 giờ này, 2 giờ này, thậm chí có bạn còn 3 giờ cơ á. Nhiều lúc qua Camui lướt Facebook qua Camui thấy các bạn comment vào lúc 2 giờ 3 giờ sáng, Camui kiểu ủa các bạn ơi đi ngủ đi, trời ơi muộn lắm rồi ha. Và các bạn đừng bảo là các bạn không ngủ được nha. Tầm tuổi các bạn á là Camui ngủ hơi bị khỏe luôn, chỉ cần Camui đặt lưng xuống luôn là Camui ngủ được, nên là các bạn không được ngủ muộn đâu nha. Ngủ muộn là Camui mắng thật đó. Ok, chúng ta cùng đến với comment thứ hai thôi của bạn Trần Trung. Mui 1m5 thôi, chấp nhận đi Mui à, đừng dối cha nhá. Mà nếu Mui cao 1m7 thì em cao 1m8 nha, chị lên chị cao 1m5 thôi, vì thế em cao 1m6 chị Mui nha. Ở thế rốt cuộc là bạn cao 1m mấy? Alo. Sao kiểu gì thì kiểu bạn cũng phải nói cố vống lên là bạn hơn Camui 10 phân nhỉ. Nên là nếu mà Camui là 1m7 thì bạn 1m8 đúng không? Ok bạn nhá, thế tức là bạn cũng lươn lẹo. Đúng là fan của mình cũng khác, trời đất ơi. Fan của mình cũng lươn lẹo khác gì mình đâu, mà cứ gần người gái bảo chị đừng nói dối nha. Trời đất ơi, cũng lươn lẹo khác gì tôi đâu hả giời, đúng không? Mấy cả các bạn biết nguyên nhân tại sao mà cả Camui cũng biết là Camui cao 1m7. À nhầm. Nhầm lú đó. Camui cũng biết là Camui cao 1m5 chứ bộ. Nhưng mà kiểu na tạm người, những người lùn đó mọi người luôn luôn là hy vọng mình cao hơn, cao hơn bình thường, cao hơn với sự thật, nên là Camui nói thế thôi, chứ còn có gì đâu, chỉ là một lời nói thôi mà. Chứ Camui có bảo là Camui kiểu có tiền, Camui có hàng tỷ đồng, Camui đi làm này làm kia đâu đúng không? Nhưng chỉ Camui, người ta chỉ nói dối duy nhất một lần đấy thôi. Cái gì đây, người yêu cái gì, từ khoan đã, Sammy là gì của Phong à? Ok, người yêu cũng là thành viên của team, cái này luôn này, chắc chắn luôn này, chắc chắn luôn. Ờ, thấy chưa, đúng luôn nhá. Ấy, họ ơi, ok. Nên là các bạn thông cảm cho Mui đi, Mui cũng biết là Mui chỉ cao 1m5 thôi. Và mấy cả còn có comment Camui từng đọc á, đó chính là cái gì ta? Tại sao chị Camui cứ nói dối là 1m7 rồi, những bạn fan mới không biết.
thì các bạn ấy sẽ tưởng mui mét 7 thật. Ừ thì cứ cho là các mui mét 7 thật đi rồi có vấn đề gì đâu hả rời. Đúng không? Nên là thôi các mui thì các bạn ạ, cứ bảo là các mui mét 7 đi nha mọi người, yêu mọi người nhiều tim tim. Rồi, comment tiếp theo đó chính là gì đây? Em cũng có thói quen cắn móng tay tới nỗi tay không dài luôn á. Móng tay không dài luôn hả? Gì mà ghê vậy? À lại à trời ơi, con mua quên mất cái comment này là con mua nhớ là con mua lấy ở trong đâu ta. Ok, cái móng tay của vịt á là lấy thế nào ta, là ngắn trong tất cả các loại ngắn ấy, thì con mua nhớ là con mua có ở trong các cái TikTok á, thì con mua có cái trend gì ta, tôi sẽ đưa điện thoại này cho người này người kia, thì con mua có cho tôi sẽ cho người có móng tay dài nhất đó chính là Mr. Vịt, tại vì làm gì còn móng đâu bạn, thật sự luôn á, không còn móng luôn á mọi người, và thậm chí còn con mua còn nói là sẽ không còn móng tay luôn á mọi người, nên là mọi người ơi con gái á từ Dung Nguyễn, à tên này khó nhở, không biết là nam hay nữ đây ta, nhưng mà không cần biết là nam hay nữ các bạn, thật sự luôn, các bạn đừng, các mui khuyên thật lòng luôn, các bạn đừng bao giờ cắn móng tay, trừ khi nào móng tay nó dài quá thì mình lấy cái cắt móng tay hoặc là mình lấy cái kéo cắt đi thôi, chứ đừng có cắn móng tay. Thứ nhất nha, để các mui nói cho các bạn về vấn đề sinh học lại ấy. Về vấn đề sinh học thì móng tay là một trong những nơi có nhiều vi khuẩn lắm luôn đó các bạn, nên là nếu mà các bạn cắn móng tay ấy, thì những cái con vi khuẩn đấy nó sẽ vào người bạn và không biết thì nó sẽ gây ra các bệnh gì cho các bạn đâu. Đó, nói chung là không sạch sẽ, mà không sạch sẽ thì chúng ta đừng có động vào nha. Và ngoài ra thì còn một cái gì nữa ta, không sạch sẽ nè, và sau đó thì khiến mà chúng ta cắn nhiều á, chúng ta cắn nhiều vào phần thịt đi thì chúng ta sẽ ngăn cái việc móng tay chúng ta phát triển, thậm chí là nó sẽ bị cụt ngủn như của vịt ý. Ở trong các video á có nha, bạn nào mà nói thế nào ta, bạn nào mà fan của Hero Team thì chắc chắn là sẽ biết cái hình dạng móng tay của vịt như thế nào, và các bạn có muốn móng tay của mình như thế không? Có muốn nói thật là Camui không thể chấp nhận nổi nếu mà cắn móng tay Camui như thế luôn á, nên là các bạn ơi đừng cắn móng tay nữa, nhà mình còn gì đâu, trời ơi, nên là đừng cắn móng tay nữa nha các bạn, nghe lời Camui, đừng cắn móng tay, never, dù là con trai hay con gái thì con trai còn đỡ nha, con gái thì mà móng tay như thế thì trời ơi buồn lắm luôn á mọi người. Ôi trời ơi, cái mắt này ngắn vậy. Ok, chúng ta tiếp thôi. Tiếp theo là một cái bình luận, em ghét chị Camui vì chị Camui hành hạ chị Simi, chị Camui hơi kỳ cục. chết rồi, mình cười lại hơi ác. ngoài cái bình luận đấy ra đó, còn một cái bình luận nữa là chị Camui ác độc, em không thích chị Camui đâu vì chị ác độc. Cái này hình như Camui nhớ rồi, là đó chính là ở cái video gì mà Simi đòi đốt map vì bị Camui chôn, hoặc là vì cái map đấy khó á. Thì thật ra thì Camui thấy vui mà ta, nó có không phải thật sự luôn á, nó vui mà đúng không các bạn? Có bạn nào thấy nó vui thì các bạn hãy comment xuống giúp Camui nha, chứ còn Camui thấy nó vui mà kiểu chị em chôn nhau mà tính ra nha, các bạn rất hay bảo Camui là chị Camui ơi chị hãy chôn các thành viên trong Hero Team đi, chị hãy chôn người này đi, chị hãy chôn người kia đi, nhưng mà khi Camui chôn thì các bạn lại bảo Camui ác độc. Ủa gì kỳ vậy? Ủa các bạn ơi, mình làm theo mong muốn của các bạn mà, tại sao các bạn lại bảo Camui ác độc gì kỳ vậy? Này, tôi biết làm thế nào bây giờ, các bạn chỉ cho Camui một con đường gọi là thoải mái, gọi là một con đường tốt bụng đi, chứ còn đã chôn nha, chôn là sẽ khiến người kia tức giận, mà kiểu sẽ khiến người kia tức giận á mọi người. Mà nếu mà không tức giận hoặc là không chôn như thế thì làm sao mà người ta tức giận, mà không tức giận thì chôn làm sao thành công đúng không mọi người? Vậy nên là cái này khoai quá, các bạn có bạn nào mà biết cách mà chôn mà không khiến người ta tức giận mà khiến bản thân mình hiền lành thì giúp Camui với, chứ Camui là Camui chịu nha. Camui biết là các bạn cũng rất là thương Simi nên là các bạn mới vậy á, nhưng mà không sao đâu các bạn, là Simi có thể là lúc đấy có tức giận, có thể có tức giận nhưng mà lúc sau cười vui à, nên là các bạn yên tâm nha, Simi không buồn rồi khóc cái gì đâu, các bạn yên tâm nha. Ngoài ra còn một cái comment này, Camui trời ơi, Camui lướt qua Camui thấy kiểu lúc đầu là Camui còn không nghĩ đến luôn á, mà bạn ý comment này, ủa thật Camui mới thấy quái lạ, làm Camui mới nhớ ra đó chính là bạn ấy nhắc cho Camui luôn á, đó chính là chị ơi còn kênh Camui Channel thì sao ạ? Có bạn nào biết kênh Camui Channel thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha. Thì thật ra thì cái kênh đấy nó cũng mất theo cùng lúc với cái kênh mà Camui Cà Rốt, mà kênh Camui TV mà ngày xưa là 400k sub á các bạn. Kênh đấy nó mất cùng lúc luôn, nhưng mà thật sự là kênh đấy lúc đấy cũng còn nhỏ, lấy lại được kênh 400k sub là Camui vui quá trời quá đất, là cảm giác kiểu may mắn quá trời rồi á, nên là Camui cái kênh nhỏ kia thì
thôi, Camu cũng để đấy. Và thật sự là Camu căn bản là Camu cũng không lưu link của cái kênh cũ đấy để mà Camu kiểm tra cũng như là check xem là kiểu kênh đấy hiện tại như thế nào ra. Có bạn nào lưu link hoặc là còn thì các bạn hãy bình luận giúp Camu nha. Chứ còn thật sự luôn Camu cũng thắc mắc giúp của cái kênh đấy của Camu bây giờ nó như thế nào rồi luôn á. Mặc dù là mình chưa làm gì về cái kênh đấy nhưng mà nó cũng là công sức của mình, cũng là nhờ các bạn sub thì nó mới có lên kênh được, nhờ các bạn xem á thì kênh mới có view này, mới có sub này, nên là Camu cũng khá là tò mò về cái kênh đấy hiện tại như thế nào rồi. Có bạn nào biết thì các bạn hãy comment xuống phía dưới giúp Camu nha. Và trời ơi, bạn nhắc đến lòng Camu buồn luôn á thầy. Ngoài ra còn có các có cái comment như thế này, đó chính là không biết sao chị Camu toàn nói nhầm tên chị Sam. À, sau đó thì còn nữa, đó chính là dạo này để ý chị Camu cứ lộn tên chị Sam hoài luôn á. Thật ra là ngoài việc nhầm tên của Sam, Camu còn nhầm tên của Sim, rồi nhầm tên của Tim luôn á mọi người đấy. Ngay lúc nói hiện tại với mọi người thôi là Camu cũng lắc lư là kiểu nhầm rồi nha. Camu cũng không biết tại sao dạo này Camu bị làm sao ấy, hoặc là não Camu có vấn đề gì, mà thật sự luôn là Camu rất là hay nhầm Sim với Sam. Nó không phải là kiểu chỉ Sim thành Sam không đâu, mà còn Sam thành Sim, rồi Sim thành Tim, rồi Sam thành Tim luôn á mọi người. Camu cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà trời ơi, Camu đã cố sửa rồi. Và thậm chí kiểu chị Camu ơi, tên của em mà sao chị lại nhầm. Đấy, Camu có còn thương em như ngày xưa đâu. Kiểu Camu cũng bị nói thế, nhưng mà Camu cũng có biết tại sao đâu. Tự nhiên nó bị nhầm á thầy. Lúc mà Camu nói ạ, rõ ràng nha, ví dụ Camu muốn gọi Sim đúng không, thì Camu rõ ràng là trong não Camu gọi nhớ Camu, trong não của Camu là nói Sim nha. Nhưng mà khi mà cái miệng Camu phát ra lại là tên là Sam. Cuộc sống này thật là khó khăn. Cả cái này thì Camu thấy giống các mẹ. Các mẹ cũng hay nói nhầm tên, nhưng mà đấy là bệnh về tuổi già. Mà còn Camu thì chẳng lẽ tôi đã già đến mức đấy. Oh no buồn hết sức luôn đó mọi người. Camu cũng có muốn nhầm đâu, nhưng mà bị làm sao các bạn ạ. Ok, và Camu nghĩ là video của Camu đến đây cũng khá là dài rồi này. Và các bạn muốn hỏi Camu câu gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha. Và thật sự luôn là các bạn nhờ có những bạn hỏi như này, Camu mới nhớ đến cái kênh Camu Channel đấy. Thật sự là Camu cũng khá là buồn luôn đó mọi người. Tại vì tự nhiên mà công sức của mình, công sức của các bạn fan, rồi công sức của tất cả mọi người kiểu tự nhiên đổ xuống sông xuống bể, là mình kiểu cảm giác Oh no. Thật sự luôn. Và các bạn có câu hỏi gì thì muốn Camu trả lời thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Ok, và các bạn ơi, và video Camu đến đây là kết thúc rồi này. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe, và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và video của Camu đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye, yêu rất là nhiều. Bye bye, và Camu muốn nhảy luôn.